Vâng các bác ơi, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì bot 151 và bot 101 bãi đã về các bác nhá. Đấy, đã rồi về. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Và các bác biết là hôm trước thì về được mấy chục đôi 101 và 151. Đấy, hàng này là hàng tháo quán cà phê các bác nhá. Tháo quán cà phê bên kia. Và em nói luôn, đây không phải là loa Mỹ các bác nhá. Em nói luôn là trong video này đây không phải là loa Mỹ, đây là loa Hồng Kông, hàng loại 1 ngày xưa các bác nhá, hàng đời đầu các bác nhá. Và nó làm y như xịn luôn các bác nhá. Nó làm y như xịn các bác nhá. Nhưng mà giá của nó thì không bằng 1/3 của xịn các bác nhá. Và cái giá nó vô cùng hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác biết là những cái bot 101 này trên thị trường nếu mà Mỹ xịn nó tầm 2 triệu mấy đúng không ạ? Đấy, hơn 2 triệu cơ. Đấy mà đẹp. Đấy nhưng mà đây những bot Hồng Kông các bác nhìn này. Đây, em chờ một chút để em quay các bác xem này. Các bác nhìn chưa ạ? Nó khôn ngoan dã man luôn, từ cái rốn của nó này, dập lỗi này, và tất cả những cái các bạn nhìn này, những cái đường này đều có chữ bốt dập lỗi luôn các bạn nhá. Và thời ngày xưa nó làm các bạn nhá, nó đẹp dã man. Đây nội thất bên trong em cũng đã tháo cho các bạn xem rồi, củ bảy màu các bạn nhá, củ bảy màu này, chữ bốt dập chìm các bạn nhá, CG đầy đủ này các bạn nhá. Và củ nó to gần bằng mặt luôn các bạn nhìn chưa, bát của nó là bát 12 các bạn nhá, bát 12 và củ to bằng gần bằng mặt luôn. Công suất của con này nó 70-80W một chiếc cơ. Đấy, công suất thực của nó là 40W các bác nhá. Đấy, từ nó là công suất đẹp của nó là từ 10 cho đến 80W một chiếc này các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói là hàng Hồng Kông, các bác nhá, hàng Hồng Kông. Và trong vẫn còn đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Tất cả bao zin vì là tháo là ở trong quán cà phê ra nên nó rất là chất các bác nhá. Thì về nó có bụi bẩn một chút thôi, nhưng mà tất cả mọi thứ là vẫn còn rất là đẹp các bác nhá. Em về nguyên cho các bác luôn. Đấy. Cặp này thì cặp bốt 151 này thì đặc điểm nhận dạng của nó là màng của nó màu gọi là hồng tím tím các bác nhá, hồng tím tím. Đó. Rất đặc trưng của JB các bác nhá. Hồng tím tím đặc trưng của bốt 151 các bác nhá. Đấy, cặp này thì em bán cho anh em giá là 800 nghìn một cặp. Bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Ok chưa? Em bao zin cho anh em luôn. Đấy. 800 nghìn một cặp, bên em bao ship tận nơi cho anh em và bao zin cho anh em luôn. Đấy, tất cả đi. Mọi thứ cũ theo thời gian nhưng mà em đảm bảo các bác vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, cặp này thì 800 nghìn một cặp. Còn đây là cặp bot, cặp loa bot 101 các bác nhá. 101. Đấy. Thì trong cái phòng cà phê này thì thu mua được thì nó có lẫn cả 151 và 101 luôn các bác nhá. Đấy. Thì 101 này đây các bác nhìn đi ạ. Nhìn giúp em đi ạ. Các bác nhá. Chữ bốt tập chìm là CG chìm đầy đủ các bác luôn. Trong vẫn còn đẹp ống bảy màu luôn. Các bác nhá, đẹp ống bảy màu đẹp luôn cho các bác luôn. Đây các bác này, màng nước này. Đấy các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Màng bốt dập chìm này các bác nhá. Đấy. Tất cả những cái đây các bác nhìn này, chữ bốt này, góc này các bác nhìn chưa? Đầy đủ các bác luôn. Đấy, có đầy đủ cuộn cảm này, tụ này và chở chiếc đầy đủ cho anh em luôn. Bát củ to gần bằng mặt luôn các bác. Bác nào mà mua những cái dòng này về lắp quán cà phê này, hát nhẹ nhàng du dương nghe nhẹ nhàng này, những bác nào lắp spa này, rồi là những bác nào mà lắp quán tóc quán thiếc rất là đẹp. Đấy, và những anh em nào mà hát karaoke mà thiếu lời, các bác lắp vào những cái dòng loa bát 20, bát 25 kèm hoặc bát 30 loa nằm ấy, các bác kèm cho em đôi loa này vào, lời quá ngon các bác luôn, quá trời hay luôn các bác nhá. Đấy mà mức bỏ ra chỉ có vài trăm ngàn thôi. Như cặp bốt 101 này bên em bán cho các bác giá chỉ có 750.000 một cặp thôi. 750k một cặp, bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Các bác nhá, bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy, cũ theo 5 tháng các bác nhá. Cũ theo 5 tháng các bác nhìn này. Cũ theo 5 tháng nhưng mà thứ vẫn còn rất là đẹp các bác nhá. Trong của nó nội thất lên thơ bất ngờ. Các bác nhá, đầy đủ hết tất cả các thông tin của nó luôn. Các bác nhá, loa của nó mà dây này, dây đồng một loại rất là chất này các bác nhá. Đấy, tụ tiếc cản kiếc quân cảm cứ đầy đủ cho anh em luôn, không thiếu gì luôn. Các bác nhá. Hai con 151 thì nó có sọc ngang này. Đấy các bác nhá. Và con 101 này thì nó không có sọc ngang và nó chưa bốt ở dưới đây. Đấy các bác nhá. Con này thì cặp này của nó là một cặp của nó em bán là 750.000 một cặp. Các bác nhá, 750.000 một cặp, bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Còn cặp này là 800.000 một cặp. Nói chung là công suất mọi thứ xem như nhau. Bác nào thích cái màng nó nổi bật một chút thì mua cặp này. Còn bác nào thích bình nếu thích đỗ đen tuy gọi là nó bền bỉ thì mua cặp này. Thực ra thì hai cặp này em đánh giá to như nhau hết thôi. Có nhau, còn bác nào thích mua cặp nào thì lấy cặp đấy. Đấy, củ kiếc như nhau, phân tần mọi thứ như nhau, tất cả mọi thứ như nhau các bác nhá. Cặp này thì là 750, 101 màng đen các bác nhá. Còn cặp này cặp màng mắm tôm. Đấy, và màng tím hồng ấy thì là giá của nó là 800. Bên bao ship tận nơi cho em. Anh em nào có nhu cầu thì
alo cho bên em các bác nhá.